Chỉ sau 7 giờ đồng hồ gây án, Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1996, đối tượng đã dùng dao khống chế và gây thương tích tại vùng cổ cho một lái xe taxi nhằm mục đích cướp tài sản, đã bị công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bắt giữ. Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 8, công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của gia đình anh Vũ Đình Long, sinh năm 1983, về việc vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 8, anh Long chở taxi cho một người thanh niên. Khi đến khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, thì bị nam thanh niên dùng dao khống chế và gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản. Sau 7 giờ quyết liệt truy bắt, đến khoảng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 8, trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ thành công Mạnh khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện hành vi trên, Mạnh đã mang theo một con dao Thái Lan vừa đi taxi của anh Long. Khi có thời cơ, Mạnh cầm dao kề vào cổ anh Long để cướp tài sản. Nhưng do anh Long kháng cự quyết liệt nên cả hai vật lộn trên xe khiến anh Long bị dao cứa vào cổ. Sau đó, Mạnh ra khỏi xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó. Dao và kề vào cổ để uy hiếp, không ngờ trong lúc cùng bằng anh ấy có thấy cũng thấy chảy máu, không biết là có là máu ở đâu. Thế thì ôm vội đến một vòng một lúc xong, mệt xong rồi là cho là nghỉ thôi, bây giờ tao thả mày đi. Thế xong bắt đầu là chạy lên trên lá, đi trên lá thì ngủ đến sáng thì về thì cũng có một anh ở trên lá nhờ trở về đến không biết Lào Cai thì gặp người yêu, xong lên và con nhát ngồi chơi được tầm 5 phút thì anh vào bắt. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.